Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ ngày 1 tháng 5 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày cuối của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, do đó sẽ có một lượng lớn người dân quay trở lại các thành phố lớn để học tập và làm việc. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin cập nhật thông tin thời tiết tại các vùng miền để quý vị chủ động hơn cho hành trình của mình. Đầu tiên là Bắc Bộ. Ngày hôm nay thời tiết nắng ráo thuận lợi cho các phương tiện lưu thông, mức nhiệt trưa chiều nay cao nhất chạm ngưỡng 30 độ. Tuy nhiên vào khoảng thời gian tối muộn đến đêm, những cơn mưa rào và dông vẫn tiếp tục xuất hiện và gây trở ngại cho hoạt động của người dân. Nơi tập trung mưa nhiều hơn cả là các tỉnh vùng núi. Sau đó sang ngày mùng 3 tháng 5 thì mưa sẽ lan rộng ra toàn miền. Những cơn mưa dông đầu mùa luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh rất nguy hiểm, nên người dân nơi đây cần chủ động phòng tránh. Do có mưa nên nền nhiệt sẽ giảm nhẹ. Đối với người dân các tỉnh thành Trung Bộ thì có thể yên tâm với những chuyến đi vào ban ngày. Do thời điểm này thì trời nắng ráo, tuy nhiên một vài nơi thuộc vùng núi phía Tây sẽ có nhiệt độ đạt xấp xỉ 35 độ nên cảm giác oi nóng và khó chịu. Kèm theo đó là nguy cơ cháy nổ rất cao, người dân cần hết sức lưu ý. Các nơi khác nhiệt độ trưa chiều dao động từ 31 đến 34 độ. Từ tối và đêm mai mùng 2 tháng 5, giải mây dông từ phía Bắc cũng bắt đầu ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ, gây mưa rào và dông trên khu vực, đồng thời khiến cho nhiệt độ sẽ giảm dần, tiết trời dịu đi nhiều so với những ngày vừa qua. Ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ, thời tiết trong 3 ngày tới sẽ phổ biến là ban ngày có nắng với mức nhiệt trưa chiều phổ biến trong khoảng 30 đến 33 độ ở các tỉnh Tây Nguyên và 31 đến 34 độ ở khu vực Nam Bộ. Mưa dông có khả năng xuất hiện ở diện rải rác từ khoảng 15 giờ chiều đến tối, tập trung nhiều hơn ở các tỉnh Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ. Tuy mưa dông phân bố không đồng đều, nhưng quý vị và các bạn cần hết sức lưu ý các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm trong cơn dông trong thời gian chuyển mùa. Như vậy, trong ngày hôm nay, thời tiết trên cả nước tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển và lưu thông. Tuy nhiên, do lượng người di chuyển trên đường đến các tuyến đường chính để vào các thành phố là rất lớn, quý vị cần hết sức chú ý di chuyển và quan sát cẩn thận, đảm bảo tốc độ di chuyển an toàn và trang bị các vật dụng che nắng, che mưa đầy đủ. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, ngày mai mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, từ tối và đêm sẽ có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 30 đến 33 độ. Hai ngày tiếp theo trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cần đề phòng gió giật mạnh trong cơn dông, nhiệt độ sẽ giảm nhẹ lần lượt là 26 đến 29 và 27 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ, ngày mùng 2 tháng 5, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, từ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 28 đến 31 độ. Sang ngày mùng 3 mùng 4 trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tập trung nhiều trong ngày mùng 3 tháng 5. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh, nhiệt độ sẽ giảm nhẹ khoảng từ 1 đến 2 độ. Với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày mùng 2 tháng 5 mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 31 đến 34 độ. Sang hai ngày tiếp theo trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh trong cơn dông, gió tây bắc cấp 2, nhiệt độ sẽ giảm xuống 28 đến 31 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, 3 ngày tới mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 31 đến 34 độ trong ngày hôm nay, sau giảm nhẹ khoảng 1 độ trong 2 ngày tiếp theo. Với khu vực Tây Nguyên, 3 ngày tới mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung ở phía nam khu vực, cần đề phòng gió giật mạnh trong cơn dông, nhiệt độ cao nhất sẽ chạm ngưỡng 33 độ. Với khu vực Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung ở miền Đông Nam Bộ. Gió đông cấp 2, cấp 3, đề phòng gió giật mạnh trong cơn dông, nhiệt độ dao động từ 31 đến 34 độ. Trở ra với Hà Nội, trong ngày mùng 2 tháng 5, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Từ chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh, nhiệt độ từ 28 đến 31 độ. Sang ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 5, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tập trung nhiều trong ngày mùng 3 tháng 5. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh, nhiệt độ sẽ giảm nhẹ khoảng 1 đến 2 độ. Trong những ngày tới, khu vực quần đảo Hoàng Sa, trời tạnh ráo, gió chuyển hướng đông bắc đến đông, cường độ cấp 3 đến cấp 4, có lúc giật trên cấp 4. Còn với khu vực giữa đến Nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, trời có mưa dông rải rác, tàu thuyền hoạt động cần đề phòng dông lốc và gió giật mạnh. Bản tin thời tiết trưa nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.